Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi nhận cái đồ top cá nhân của top ăn hỏi xong thì tối ngày hôm nay thì anh Tùng bêm 150 con, Khải thì bêm khoảng 10 con anh em. Thì Khải gom với lại anh Vinh cũng được 10 con á. Bây giờ Khải sẽ đánh cho anh em xem nha. Và lần này thì có sự đặc biệt hơn đó là với set may mắn 100% nha mọi người. Đây, đầu tiên Khải sẽ cánh quốc tử này, Thiên Sơn. Ok, với kèm với bông hoa và cái gấu bông anh em. Và set may mắn này anh em. 25 này. Tầm này thực sự là set đồ là mắt ở phần to anh em. Kèm với cái này 5. Đó. Thấy chưa? Bây giờ thì Khải sẽ ra chờ đợi nhặt đồ cho anh em xem thử ra cái gì nha anh em. Và ngày hôm nay thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video ngắn này Khải up trên like trên kênh lại anh em, Khải up lại trên kênh lại. Thì anh em cố gắng cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Khải sẽ làm một video ngắn nhỏ nhỏ thôi, up lại trên kênh để anh em theo dõi cái anh boss ngày hôm nay thử liệu ra cái gì nha anh em. Vô, nhặt đồ này. Đây. Một món. Rồi, đây nhặt đồ rồi. Đó, đứng góc này đây. Góc này đây. Chỉ cho anh em đọc này. Rồi, chỉ một món này trời, một cái nón này trời. Rồi, tiếp theo. Hôm trước thì anh em xem ở cái bát trước anh em cũng biết rồi. Bát trước là Khải đã sang đến cái bát là 70 như là 70 bảy mấy đây, 75 rồi. Bát này bát 76 rồi nè. Thực sự là sau 3 năm hơn thì bát này là bát 76 lần bài boss rồi. Và bát này cực kỳ là đông, cực kỳ là nhiều boss nha anh em. Ôi giời, ôi giời, rất đồ nè mày. Được đồ gì ngon. Cho số anh em boss cho anh em xem. Boss cho anh em xem nha. Đó. 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 140. Đó. Đó. Tốc 30 không gì hết. Đó, không. Như Hương lấy ạc đựng đồ luôn Như Hương ơi. Cho hai bạc luôn Như Hương. Ok ok. Nhiều nhiều cho anh ơi chứ hôm nay nhiều quá, gần 200 con á. Ủa anh tục cho anh đó à? Cười đi, cười đi, cười cho anh em được mấy chuyện rồi. Alo, alo Khải ơi. Ơi ơi ơi. Có trang sức nam mà sinh lực cao để chung cho chúng ta vào xe. Ok ok. Hay cắt bớt cái này. Có 1.200 xu mới một cuốn tẩy quỷ tinh. Rác, rác. Đem mấy cái măng đồ rác nè. Sáu dòng rẻ mà mình ăn thêm 10 cuốn nó rẻ mà. Đúng rồi. 10 cuốn vẫn là 10 cuốn rẻ lắm. Mấy 10 cuốn thầy tùy kinh. Bây giờ mình đấu nhiều lắm. Ban mình 10 cuốn 25 kim cho thêm 20 kim nguyên liệu nữa là 45 kim là được 10 điểm mà. Đúng rồi. Rồi. Anh Tùng mới thấy mà còn một con ra thành một con nữa em nhặt lẹ anh Tùng ơi. Cái này đó giờ mới chơi cái kiểu này lần đầu, hồi xưa chơi đồ xanh bạc của Vinagame thuần tí luôn à. Đúng rồi, không có đâu. Không còn như đấy đâu. Ê Tùng hay là hay làm con tin nhẫn loạn đấy nhỉ? Càng tốt, còn còn 4-5 con là tốt anh. Lấy đâu? Lấy đâu ra người cầm. Đúng rồi, cái kỳ anh kìa. Cái kỳ bắt tin nhẫn đó anh. Em tính là con đấy nó cứ cho đi trên anh hiểu không? Trên để nó lên cái skill loại đã. Thì hiện nay anh đang trên ở trên bãi cho nên là nó cấp nó mới một vừa ăn event mới có 118. Anh bảo lên độ 120 thì anh bắt đầu anh cho nó học 120 mà. Nhưng mà lúc đấy thì ví dụ là tầm tháng nữa đúng không? Một tháng nữa thì chờ mà anh trên trong một tháng nữa thì anh đã lên được đến 7-8 skill rồi. Anh Tùng ơi, ý là mình lên sớm. Sớm để nó lên đúng sớm rồi. Anh Tùng. Đúng rồi. Chứ tầm 110 mình đã làm được bí kíp rồi mà anh. 110. Anh vừa thiếu còn thiếu quyền bùa mấy quyền ấy thôi chứ còn quyền bùa đây em có này. Đó. Quyền bùa mấy quyền vẫn long kích, anh còn quyền thiên ngoại. Vào long kích hôm qua thấy nó rao bán 12 kim á. Nó đang rao một cuốn 12 kim đúng rồi. Anh ăn sớm thì lên chiêu sớm thôi, cái này đâu có tăng được đâu anh. Đúng rồi, không tăng bao nhiêu. Tầm phải trận mộng điểm với em nghĩ là con đấy là anh đẹp. Trên tầm một tháng nữa là cho nó xuống núi thì là vừa đấy. Ừ, là đẹp luôn okay. Anh khi anh sẽ lắp cho nó sớm. Nó bảo là 10 kim giao dịch này. 10 giao dịch luôn, nó kích giao dịch luôn. Đây là gì? Em có quyền bùa rồi gì? Em có quyền bùa rồi. Em giao dịch đi hội anh, xong anh đưa tiền. Đây, em đang còn cuốn thiên ngoại lưu tinh này nhiều.
ngoại lưu tinh có sẵn. Đúng rồi, đã đủ luôn anh, lên sớm càng tốt, đúng rồi. Lên anh rồi, lên anh lên, càng lên là lên luôn, anh hiểu không? Xong rồi là ví dụ anh cho nó luyện 1 tháng đi. Xong rồi luyện 1 tháng rồi lúc nó mà anh nó lên 120 thì lúc ấy nó tầm được khoảng 6 7 8 skill rồi. 6 7 8 kiểu đúng rồi. Là đẹp luôn rồi. Bèo lắm phải 8 kiểu mà. Cái con nói dù mà anh chơi anh đã quyết định chơi là lúc mà 110 là anh nên cho nó ăn rồi. Cho nó lên. Không thực ra siêu phẩm ở nhà năm ơi. Wow, ai đây? Anh chẳng nơi thành thành sơn mưa. Ok, Gia Khang ơi. Lâu lâu mới xem like, chúc A San Boss có siêu phẩm. Ok, cảm ơn Gia Khang và Donet anh nha. Chúc em buổi tối xem lao dễ em ơi. Ok, bây giờ anh đang cố gắng bói đồ, đang sắp xếp đồ vô này. Vô này có thể được gì nè em ơi. Cố gắng ra siêu phẩm nha. Cảm ơn Gia Khang nhiều nha. Rồi, khui này, lâu quá muốn xem nè. Hôm trước thì tuần ngày nào cũng xem Donet liên tục nè mà. Cảm ơn em nhiều nha, khui. Đó. 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 Trời ơi, tổng rác nè mà. Má tổng kháng tầm trung không. Trời, thông phát quá đó trời. Đó. Đó. Trời, cái gì vậy? Nó không quề đây. Trời, nó ra cái phi đao gì mà ớn dữ. Đột sắc có 17 điểm trời. Bức mẹ đi. Bức mẹ. Anh em ai đi tắm chiều hồi nãy tôi chụp hình trên Facebook đang phạt đó nha anh em lên coi. Bức cho nhiều hương thì bức anh em đầu like like. 18 người luôn đó nha, vừa đủ 18 người luôn. Người được sát người vậy. Ồ, có sát thương không kìa? Sát thương rồi. Cái này xưa thì phải ngon, à không con này xưa. Cái này cá trong kim sơ đó. Cái kim sơ không ăn được. B2 là nhà cái như vậy. Đặc tiếp nè. À, hôm nay có cái ra siêu phẩm cho đánh mấy tháng trời rồi nè. Chưa có món siêu phẩm nào từ cái lúc mà ra đôi giày thủy đến giờ luôn á. Anh em nhớ. Từ lúc ra đôi giày thủy của anh Long đến giờ luôn. Không ra nữa. Không ra món nào gọi là bán đỡ mà gọi là thật là xài ngon lành. Toàn ba đồ tàu lao với đâu sốt sốt. Toàn đồ sốt không. Đây tôi qua ra cái mũ này. Đâu vãi lộn luôn. Đây mũ này. Đồ cái này ngon cũng được, mũ này cũng đẹp, tương đối. Mũ đấy thực ra thì cũng được. Được. Bên này có sinh lực, có sinh lực là tầm tạm rồi. Mũ dậy. Trời. Chán dữ. Về em hai đúng này là, nó mũ này không lấy có cái này để thổi cho em mũ này phát này. Em chẳng có không để tự nhặt đồ hả? Em nhặt tay anh này. Độc cây kháng độc 25 ai cần người ta? Độc 25. Vũ khí. Có. Em có cây không? Gì lái lúc này, gì lái lúc này. Độc 20. Độc 24 rồi. Đó. Cần cái kháng độc thì lấy làm gì à Khang? Kim. Rồi, cũng rác không vậy? Nên nó cáo. Nên độc cần khi nào cần trang bị kháng độc thì mang vô thôi biết sao vậy? Để em. Đó. Chờ giá đen rồi em. Em có cái vũ khí kháng độc tầng 1 đấy. Thằng đao đấy. Thả tiêu tầm ơi. Cái vũ khí kháng lôi cao anh em trong bang cần người ta nhỉ? Đâu, cái kích đâu? Cái kích này chú đồ bằng ngao lấy giao dịch qua đi Như Hương ơi. Đây đây. Kháng độc 25, kháng độc 25 á. Con cái 20, cái 25. Con nào cũng có tổng kho rồi. Trời ngọc bội. À ngọc bội. Ném. Trời, ném độc. À lấy cái trong một đúng không anh? Cái kháng độc 25 á. Đây. Ừ, dòng 1 có 20 à, dòng 1 20 à. Đâu cái ai lấy cái vũ khí kháng lôi. Em à, anh Tùng em giờ bật auto lên nếu con nó quấn. Con nó quấn. Nó quấn quá. Anh để lại mai trong cái túi anh ấy. Quấn cần để lấy mấy con đặc biệt thả luôn rồi đó. Cái vũ khí khác luôn này để đấy cho con lấy cái cầm. Rồi thế con. Em thấy con túi anh Tuấn cần cần Tuấn hôm qua hỏi để tìm mua cái lôi đây. Đó, 2, 4, 6, 160 bản bí kíp nữa thì cứ bê em chung lấy 14 kim tiếp rồi đốt mệt.
Đâu ra 14 kim chung. Tại vì anh chứ. Cho em lên cái kiếp mẹ ít đi, thì em mong mỏi lắm rồi đó. À, mong mỏi lắm rồi. Nãy chung rồi, chung rồi. Anh thấy em giao mà một bạc phụ em ra hôm nay 2 tháng giờ chính trúc em ra hôm nay bán rồi. Đéo rồi bán. Đúng rồi, đúng rồi anh Long ơi. Nói chung là anh nhắn tin nhau. Anh Tùng ơi. Em nghe. Anh Tùng ơi. Anh Long trên như anh Long á, anh đang ngồi YouTube nè, anh có nhắn là anh sorry anh Tùng nhiều nha, như là sorry anh em trong ban không thời gian chơi được nên là anh Tùng đừng có buồn ảnh nha. Không, anh nói chuyện với nó rồi mà. Ừ. Anh đang bảo là bây giờ sáng anh nó bảo lấy cái ác ý đi. Nếu như nó không chơi nữa là mà nó nói thì nó để lại bao nhiêu thì anh lấy để sắp xếp cho anh em cầm. Chứ ông đang chơi người ông buồn lắm á. Mới mua rồi. Vui mà. Anh em chơi mấy anh mua rồi anh ơi. Ác đấy thành mua rồi anh Tùng. Dạ. Giá rồi kim. Đồ 32 không có tóc anh em. Thành lấy chưa? 7 điểm. Vâng em lấy để đưa cho đội giao đội bên Hoàng Kim. Sáng được. Anh đã nhắn Khải rồi. Em lấy thì thôi. Thì đầu tiên lấy thì em cũng cho anh em cầm thôi mà. Ai lấy cũng được. Em hỏi em bảo là nhờ hỏi Long xem là bây giờ nó trời, cầu khí. Bán này là như nào cái việc của nó thì em cũng mặc kệ thôi, thì nó bán thì lấy thì đỡ mất con cho bang. Đấy thì xong nó bảo là bán thì ok thì em lấy. Giờ tới em giao đâu bên đội bên đợi tiếp tục anh em ơi. Rắc không. Bắt nó để trường nhá. Bắt nó để trường không cho nó cái đao. Vâng. Ôi, lại nít mạng lại nít mạng ai kêu chung gì ta xong cái này đó anh thả em thả 8 con này anh Tùng ra thả xong nha anh Tùng ơi anh đang nít ăn mạng không gần hết bón sơ hà 1 với mua 2,5 triệu rồi lấy vào vườn lấy mua 10 kim xong cái gì anh Như Hương mua sơn hà 1 kéo ăn 10 kim hả ừ 15 kim có tháng có ai mua đâu ngon vậy có thằng gì giao 6 triệu hả mua gì đúng rồi nó thịt mẹ nữa tức là một cái bạn sao? Ừ, nó bán có 10 kim mà trời. Cái hình như là Linh Linh mở lại sao á? Không người khác đâu chứ, đâu phải thằng cũ đâu. Ủa sao rút mạng lại? Đủ sao? Trả 55 kim nhưng mà nó chỉ lấy 10 kim. Ở đâu? Trả 15 kim mà nó lấy 10 kim nào hay vậy? Trả 15 kim cũng như Hương á. Hôm qua nó không bán, hôm nay nó lấy 10 kim. Đó. 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 chúng kèo à. Hẹn gì hôm nay Như Hương ăn được nghiêng sói thì hiểu rồi. Lên sân hàng 1 khắc liền anh em. Không, lên sân hàng 1 khắc liền. Rồi, khả thả 8 con này anh Tùng rút mạng rồi. Khả thả 8 con này nha. Đã chung mua thời điểm nó mới ra mà nó mắc rồi đúng rồi. Đúng rồi. Như Hương ơi. Thả 8 con này cũng phải này. Lên 7 em. 12 ơi, 12 ơi. 6 con nhé, đồ 2 đặc biệt thả chỗ này cũng được mà 2 đặc biệt phải dịp bản lanh. Rồi thì em lừa mà cái thả một lần nữa. Rồi em ơi. Ôi, nhìn đây. Hôm kia nhắn nó không bán. Xong hôm nay nó PM lại bảo 10 kim thôi, giao dịch. Mình tưởng nó đùa. Nó lấy bán luôn. Rồi em ăn mà giá đấy là quá rẻ rồi. Đến bỏ tiền dạng đánh đúng không? Hay là của em đây? Không phải, cầu thủ Vĩnh Lâm rồi nhiều chứ. Ok, đến bỏ tiền dạng đánh là có đồ anh em mình tính. Anh thử tia cho bên F7, bọn F7 nó lên 127 chưa? Bó tổng định 100 xu con 2, 4, 6, 8, 10 Hiếu 11 Hiếu con 2, 12 con 220 vạn Cảm ơn anh lúc anh xem cho okay. Mà kỳ không chạy 127 rồi. Anh mới có F7 chưa đâu em ạ. À anh Tùng ơi, thằng Tuấn nó nói anh cái vụ kia chưa? Vụ gì em? Nãy nó bảo em là có gì là anh bảo Tùng là anh ở bên chỗ Hải cháu là anh mấy ông Hải mấy anh em nói chuyện nhau ấy. Có, anh đang bảo là mấy nữa khi anh xuống anh đi công tác Hải Phòng. Chắc là bốc mà. Ba anh em cái băng phong độ mẹ gặp có thủy còn ngồi cười với nhau nhá. Nha, rồi, gọi được gì đây? Để em thả hết cái tuần này nha anh Tùng ơi, bên này em còn 12 con nữa nha. Lâu lắm không có chịu phẩm. Em thả đi, em thả đi. Trời, rắc không nha chào. Lâu quá không có chịu phẩm luôn nè. Rắc không nha. Má Tùng rắc không luôn nè. Chú, đổi giày 140 không có tóc nữa chứ.
Ôi sổ kẹo. Phần thủ 4 điểm. Nắng thì sớm quá, đổ mắt ọp kiểu là chất thiệt. Đúng đọc. À, thả tiếp hận con này nó đơn tổng ra, đằng xấu con. Ủa chung lên nhanh đó, 124. 124 là bao nhiêu tỷ chung? Cấp. Anh đừng vạn rồi đó, anh đừng vạn rồi. Nhưng mà cũng 30 tỷ anh nắm rồi. 30 tỷ à? Dạ. Vậy cũng là 122, 122 cũng rồi. Dạy như nhau hết mà. Mấy cướp trăm có cướp gì có cướp anh em ơi. Một khác rồi. Có cướp anh em ơi. Là rồi anh em đánh đây, anh em nhường mít cho anh em xóa đánh kìa. Rồi vô nhật đồ. Không nổi đâu. Không phải, nó đi một con cái bên bổng, nghe mày chụp con đường môn. Các bạn không đánh gì. Lần trước là con trở lại đồng đâu. Trời ơi, chào một khí. Anh đang ở Bạc Liêu Bắc, nhà anh ở đấy. Rắc nhà. Ok. Lấy cái này là chứ không hết này. Chứ, rắc, qua chào rắc. Đây có một quả sắp hết rồi. Chụp, rác này mày. Ăn liền đúng không? Đây. Từ từ giờ đến đánh boss xong em ơi. Rác này. Gì à? 120 à. Rác này. Trời, tóc 20 sẽ thương một điểm bắt đục mất ăn đời cho kiểu trắng đỏ luôn con cây. Chưa lấy từng tóc chứ. Sắc thương đẹp lắm. Cái gì nhỉ? Cái tống kim thắng thua ấy. Tóc 30 khỏi người cấp 10. Nó sắp hết hàng rồi, có một quả sắp hết. Đã, không nhưng mà anh chỉ lấy vừa đải thôi, tổng đi thắng thua có người cung cấp cho anh đều rồi. Dạ, vâng. Tổng kia thắng thua, đợi em bán em này nhờ thằng em mua cho. Ở đây, mua cho này. Cái nào ăn event được nhà, chờ, em sắp hết cản khôn. Đã. Một ngày, chuẩn bị hết cản khôn. Không, nó chuẩn bị hết cản khôn thì bảo anh ăn cho. Tổng đắc, không. Giấc mai ăn được rồi đó anh ạ. Tại còn có 2 ngày, ngày mai là đẹp rồi. Đây, giao dịch đây anh ơi, giao dịch luôn tiền dạng, em đánh luôn nha, giao dịch luôn nè. Nhắn lại ID pass, anh không nhớ đó. Còn không đưa tiền dạng nữa đây, em bỏ tiền dạng nha. Hả? Nhắn Facebook ạ. Cứ nhắn lên xong rồi mai anh dự dành nhưng mà nha. Thà đúng góc này, không bóp bùa được, đòi lấy 5 đọc củ sắc nè. Rồi, lấy 5 đọc củ sắc. Anh Tùng kìa Trần Kiên mở ra 2 quyển bí kíp tiền nhắn bùa luôn kìa. Ôi dồi. Hai quần bùa. Em hỏi quần Vân Long Kích đi. Em hỏi rồi mà cô chưa thấy nó trả lời em. Vân Long Kích à? Cho nó ngủ rồi. Tạ 10 kim là mua được. 12 giờ đâu. Tạ 10 kim mua được đấy. Trong 10 kim nó bán đấy nhưng mà chưa thấy nó trả lời gì. Đứng ra mà thay cho cái bùa. Ừ, hay đấy. Anh trộm quá anh đâu á. Anh cứ up cho nó xong rồi bao giờ nó thắng nữa là nó xuống núi thì là nó có khoảng độ 5-6 tỷ kêu rồi nhỉ. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Cũng sẽ tầm giờ anh. Cái đó là nó lên theo thời gian mà. Vì một ngày nó chỉ lên được một số phần okay. Trăm. Ví dụ như kiểu cái Sơn Hà ấy thì là mình lên lúc nào được vì nó là tăng điểm. Nhưng còn cái 120 là lên càng sớm càng tốt. Nếu nó có thời gian nó ở trên kia mà không ăn càng khôn, không mặc áo ngưu tinh rồi này nọ thì nó lên nhanh hơn. Có càng khôn nó mặc định là nó sẽ tăng 2 cấp thêm nữa thì tăng 3 cấp nó còn chậm nữa. Nó chậm thời gian gọi là nó chậm phần trăm theo ngày á, nó chậm phần trăm theo ngày á. Nó chậm lắm. Nên rồi, phiên đấu làm lần 4 nó mạc nó mất thời gian lắm. Hồi xưa hay làm phiên đấu mà làm lần 4 nó mạc mệt lắm. Bùa, búp, đam, giật đồ mệt. Thấy vậy làm phiên đấu mất thời gian lắm. Rác. Trời ơi, gì mà toàn rác không phải chậm. Nam là chân như cái đám Phật Sơn, một Phật Sơn đến 5, ôi nó chạy từ dòng hàng dài. Tổng rác. Không hiểu được xong nó chết ở đâu, nó chạy về. Nó hết lệnh bài. Hết thôi anh ạ. Nó chạy một đoàn dài hoang luôn. Ui dồi ôi. Trời, nó thắng rồi. Phức lồn. Còn con thổ. Đã thả đến Tổng ơi. À còn hai con nữa, em thả hai con này nữa ra. Rồi, ok. Chúng cắt tiền à. Con nó quấn chết mất công. Mới con đặc biệt tới giờ ba lần thả sâu nè mày. Khải hai con. Trần Kiên một con. Tiến Tử một con. Tí nữa nè mình thả tính sâu. Ra được đồ gì nè mình chia cho vui. Bốn con này chỉ có thả ở ba lần thôi. Không thả chỗ này được. Đụng thổ cái gần chết luôn. Đứng góc nó luôn. Trung ơi. Nghe. Yeah. Trung. Nghe. Đây bà.
Bạn mật khẩu của Trung trên tốt chưa? Quẩn cấp 122 mà tăng được có 8 điểm Sơn Hà 1. 8 điểm nhiều. Tốc nội mới có 1, tốc nội búp tiếp lên mới được có 97 điểm. Chưa lên được 101. Đâu, 122 như Hương tăng được 13 điểm chứ. Đâu, được có 8 điểm hay tăng mắc 8 điểm. Bắt đầu tăng từ 115 Khải ơi. 115 bắt đầu tăng được cấp đầu tiên. Nghĩa là Sơn Sơn Hà 2 là 110, Sơn Hà 1 là 115, Sơn Hà 3 là 120. Là mới được tăng 8 điểm thôi. Là mới được tăng. Tốc mày là tốc nội mới có 97 thôi, thiếu mất 4 điểm nữa mới lên. Một cái chì nữa. Không lên đam nữa cả. Có. Một cái chì, đậu những loại sắt nội công 200 đây. Hồi nãy em mới mua cây băng sắt nội công 172 á, chắc bị em làm sức đồ tương đương giống anh Tùng á. Đỡ cái gì sau này á anh em lỡ mà có đi thiên hạ Nhật Bản chuyển gì búp á thì cái đồ nó vẫn búp được. Nên em nghĩ là nên chuyển như sức đồ nhân tùng tương đối nhân tùng là đẹp. Không, không, em không cần nghĩ đâu, em làm liền luôn đi. Đúng rồi. Quan trọng là phải có cái dây chuyền đẹp thôi. Đúng rồi. Trời, loại sắt nội công 94 tưởng 194 chứ. Đừng đọc. Sốt. Rồi bước đây, anh lấy bằng tạo mà cái này cùi quá. Tưởng 194 là phải bờ hả? À, là con vũ khí nữa này. Anh có cây 154 này. Ê, đủ sẵn má ra đúng độ dày trời. Rồi anh Tùng đã thả tao hotbot anh Tùng ơi, bên này hotbot rồi. Đồ, đánh gần 20 con, không có đồ gì luôn. Rác này. Rác, ôi, toàn rác, không anh ơi. À, chô. À, được đôi giày tròn vỏ đàn cũng xì đà của bác quá cho xe nó này nó chậm ui nó chậm 30 vá trứng đồ kiểu một điểm phòng thủ nè không là tin được luôn nè xét may mắn 100 luôn chán gừa gốm đồ đắp vá trứng luôn chậm mà đánh đồ chán chán vãi đái luôn chán là muốn đánh ừ. Bây giờ giống kiểu bên F7 ngày xưa là nó bị giới hạn rồi nó không thể nào lên được đồ nữa không ra được. Nó chỉ đánh được cái những off đấy thôi. Như set của anh Tùng là mắc rồi mà còn đánh như thế thì chịu luôn. Chịu luôn, đánh như nó bó tay. Này đánh mới có 20 phút hơn rồi nè. Canh 5 phút nữa cắn lại mình bắn gấu bông như cái kia. Em tính hết rồi. Thế thì không phần vòng, thế thì phi phong hoặc áo nhu tình. Nhưng mà áo nhu tình thì bằng áo nhu tình thì nó bị thọt cái lùng đam quá cũng không ổn. Chỉ có vòng thôi, vòng là hiệu quả nhất. Ôi, đánh đi nó đánh lên đi là chờ, ngọc bội vô ma đấy. Con nghe mi anh, con nghe mi lên Nam Mì à? Ừ, 101. Nam Mì bây giờ phải lên cấp 140 mấy, phải lên 144 mới lên được. Đâu, tại vì nó cộng 3 cấp như anh. Ờ, đúng rồi, là phải 130 mấy, 135, không chứ em tính là 135, 136 ấy đủ. Đâu, 135 phải là 115 là được cộng đúng không? Đúng rồi. 115 được cộng. Cộng 30 là khoảng 145. 145. Đấy là mới là cộng 20 cấp em hiểu không? 145 á, 30 điểm là 145 á. 135 là 20 cấp. Mà ví dụ mặc 3 kỹ năng của nó. Đồ 3 kỹ năng là phi phong nữa, thậm cộng lên cả vòng. Mà anh em lưu ý nha, Sơn Hà là hình như là em nhớ là 30 điểm mới mát á. Ngon, ừ, là muốn đạt cái móc đó phải một cấp 145. Ông không phải 145 đâu, em hiểu là cái Ngami như 4 skill của nó là bao nhiêu tốc ở Phương nhỉ? Không, mấy tốc luôn. Em tính là anh ơi, không đấu. Ngami là được đấy là được. Khải xem 4 kỹ năng là bao nhiêu tốc? Nói chung là anh nhớ không nhập là 80 tốc ấy. Không, 4 kỹ năng à? Không đấu anh ơi. Để em tính như này. Ô Ngami game out mất tiêu rồi. Đây em tính lên nè. Không đủ anh ơi. Hiện tại đúng bây giờ á là 32. Nó là 80 tốc. Không tới 80 tốc. 3 4 kỹ năng là chỉ có 72 tốc thôi. Sao lại 72? 4 kỹ năng là 80 tốc chứ. 4 kỹ năng là 80 nhưng hả nhá. 80 à? 4 kỹ năng là 80 tốc thôi. Kỹ năng là 80. Anh Tùng đang có 3 kỹ năng đúng không? Anh Tùng xem được 4 kỹ năng nhiều. Rồi, 80 bộ kỹ năng là 80 như thế là tầm độ khoảng tầm 100 cấp 100 em nhớ là cấp 130 mấy là. Ủa sao 30, hiện tại bây giờ được rồi. 33 là 70 mà lên 4 là nó vượt lên 10 thêm 10 tóc nữa hả? Đúng rồi. À, là 80. Nếu mà 80 80 cộng 21 17 cấp Sơn Hà, 17 cấp Sơn Hà 115 cộng 17 132. Còn 20 cấp Sơn Hà là đẹp. 20 cấp Sơn Hà. Kèm với 4 kỹ năng mà. 20 cấp Sơn Hà.
không còn mắt là anh đủ được đặng 101. Không còn mắt. Nếu giờ là đúng rồi. Nó chỉ tầm độ khoảng cấp 130 mấy, em nhớ nhầm ngày xưa là em là 132. Ôi. 132 cấp là em đã đạt cái mốc 101 kỹ năng, à 101 tốc của Nga Mi trưởng rồi. Ôi giời, được cái này ngon mà xấu dòng mắt được anh em. Anh Tùng, ôi bánh sắc dòng thiên vang này được nha. Đó cái chì là vô đói luôn anh em. Anh Tùng. Đạt mắt bánh sắc chính tường nha, đẹp nha. Đồ ngon này. Má cái này mà chón 40 nữa thiên vang nó chạy giải luôn anh. Đồ không có chón trời. Đạt mắt bánh sắc luôn nha. Ôi vô. Đẹp vãi chướng luôn. Ui giời. Này hoàn bình kỳ nha. Ôi đừng cái bằng một cái vũ khí không bằng nữa. Được hai cái vũ khí này. Hơn chạy đẹp nha. Vừa bắn sát lại vừa có sát thương lấy phần trăm là đụng cái đó 200%. Dạ, bán cho lão đã. Đúng rồi, đẹp. Rồi, cái đó đẹp đấy. Cho cái đó mà chống 40 nữa là no 1 luôn anh. Hơn cây vũ khí vàng luôn ấy. Có khi dùng chống 40 ấy. Không có. Thiếu tóc 30 khai ơi. Không, thiên băng tóc gì anh? Ước là thiên băng 30. Thiên băng đâu bằng tóc kia. Chị bán cho những cái đâu, đẹp gần, này đẹp luôn nè mày. Này mà tóc 30 nó là nô rồi. Này tóc 30 nô 1 rồi. Thay dòng sinh lực tóc 30 là ngon rồi. Cái đó tóc 30 tôi xuống sát với anh Tùng luôn á. Đẹp gơ gớm, móc bằng sắc mắt. Đâu cũng xuống. Sinh khí cao, nội lực. Thầy tóc 30 thì nó chậm luôn. Ừ, Lê Quyền ơi, mình bán 100 mà không thua nè mày. Đồ, nó ràng coi, không có tóc trời. Gần ăn rồi đó, ăn thua nè, bây giờ nè, bây giờ phải làm sao mà ra được gọi là 101 đi. Cái này đợi tới gì em hóa 2-3 cái thử ra chùi không? Em thích hóa, có thì tin thử thôi. Cái khí sinh đồ này nó kiểu cái này không vinh. Nô 1, nô 1. Chùi nô 1 rồi. Chùi nô 1 á. Đâu, ra chùi đẹp á. Chùi nô 1 luôn á. Má cứ suy nghĩ anh đi hùng nó ngồi nó vả cả cái bảng này. Bằng sát trên tường mắt, đẹp vãi đái luôn. Gã bán cho Orlando. Chịu Orlando thôi. Cái bảng khỏi chạy luôn. Chứ cái gì vàng bằng sát có 74 đặt móc 3 cho mấy, đâu có bằng cái này nữa. Cái này móc 4. Nó quên cái bảng khỏi chạy luôn, cái bảng mà kinh công là nó khỏi chạy luôn chứ chạy nói. Trời cái này ai cầm sở hữu vô đói luôn nè. Alo Duy Khải kìa. Ơi, tốc mà 30 thôi xuống sát luôn á. À đẹp vãi đái. Tốc 30 nhiều người thèm lắm. Trời ơi. Không thèm nha, tốc 30 không thèm nha. Không thèm nữa thì ai thèm. Không thèm. Côn Lôn phải thèm. Tốc 30 thì nào thì Côn Lôn nào cái bang. Côn Lôn là đồng bổng. Đồng bổng nhẫn. Kìa Khải ơi, kim cô bổng kìa. Kim cô bổng kìa. Hai cây. Hai cây bổng luôn Khải ơi. Lập cây đi. Đồ. Tiền về ai cánh vánh hả? Đồ quên rồi, bên cánh vánh rồi. Không, đầu tiên là cứ phải là tốc 30 cái đã nè. Rồi, cánh vánh nữa. Tiền mới có tiền kìa. Rồi, khui nè. Tốc 30 băng sát đi. À, em gửi anh số tài khoản. Ủa chi vậy ta? À, ok anh ơi. Rồi. Ôi cái này không có tóc lắm, không có tóc trời. Không. Vậy đấy. Nấm rơm rồi anh Hùng có vấn đề gì đây? Sao cái vụ gì anh Nam đô? Kim sạm hết rồi đó đây xài giùm cho. Gì đi Trăng. Trăng ơi. Nghe. Chửi nhau gì với lại đi be người đi bữa để anh ta ăn con bót lá tiên cũng lệnh đồ cũng miệng ráng ăn chách lên gì đứng nó quay cái ít đồ hắc bạc vô thường để đi nó be con hồi giờ đi be người be con ráng mấy cái ít mang tiên lệnh này nữa chứ mấy gà tình thì cũng lệnh mua mấy vạn lượng bán thôi thôi phải chẳng ơi chứ cũng định không mà gì đâu tự nhỏ thấy nó để ngừng con trời lúc nào mời. Hồi giờ ta đi lúc nào ngừng đi về phi du cũng ngừng à được cái chó nhông một này thi yên cần này được cái một chó nhông một thi yên cần nha anh em mình thì nhiều khi nó khác người ta thích cơ nhẹ đi lúc nào nhông một này bao qua ta đi nhường bao qua bao qua ở đây cái đấy bình thường mà vấn đề đâu chị nhỏ để ăn con rồi để ráng để con rồi cũng ráng que cái ít cho bằng được xong quan thi công lệnh đây đang đụng miệng mệt không ấy đó là đi tôi đi không đạo tất cả lỗi đổ hết lên đầu Nam Tiêu Phong được chưa
Rồi, ừ, em đã bó đồ này, bó siêu phẩm này, bó siêu phẩm này. Siêu phẩm nào. Rồi, hết rồi, 5 tiêu phẩm. Nó mang tiền 83 này. Trời, có bao nhiêu rồi? Trời, cái chơi nó đánh chắc 59. 110 mấy đấy anh, 110 mấy đấy anh ạ. Trời, đó, không vậy. Con này có bán không nhỉ? Đó. Thì hôm trước mà tiếng bán anh rồi anh bé quậy rồi anh mua cả vũ khí đó, xong rồi bao tiếng nó mua lại của anh đó, thế xong rồi anh bé quậy lại bán xác đi. Ờ, giờ bé quậy bán xác rồi, nghe nói bán rồi, nghe nói bán rồi, mua lấy cái vũ khí thôi. Ừ, anh không chơi mà anh chơi có thủ lâm mà anh quý anh thôi, để lấy vũ khí thế xong hát anh hút công anh bán đi luôn. Đó là ông chơi thiên đao á, ông mua cái mà tiếng đựng lấy cái vũ khí tốc 30, sát thương 30 dòng 1 sao á, là ông mua được cái lấy cái vũ khí á. Giờ cái xác nghe nói này mà tiếng nó bán rồi, ông bán rồi. Đang giao dịch cái đất điện, đang giao dịch cúp điện mất luôn cái vũ khí luôn. Vãi đạn. Cúp điện à? Điện. Cái cúp điện nghe là rớt mất cái vũ khí luôn. Anh Khải. Ê. Anh có cái nhẫn chọn 40 nào không, anh để cho em một cái. Không có, thằng hiếm mày. Thằng hiếm cũng không có, không có. Khó lắm. Dòng 1 hả? Dòng 1 hay dòng máy? Ừ, khó lắm. Có à? Thay về Ba Lâu huyện cho cái nhẫn này. Chọn 40 hả? 30 thì có, 40 thì chịu á. Về đó tẩu Khanh à, cho cái này. Khui ơi. Chết mày cho ai vậy Tấn. À, đi, bà đi mang cho cái hả? S7 bây giờ không có đã luôn rồi chứ. Tao có bỏ về S7 đâu, tao đang bỏ S8 này. Tao vừa anh trụng được cái về tao cho này. Chờ, đâu, đó, cái nhẫn của... Cái nhẫn hai dòng của anh nắm là nhẫn này phải chứ. Đây, Tuấn. Đánh gần 200 con nè, không biết đâu nè. Áo vào nó lụp lụp, chả mượn mít anh ạ. Khôi vào tay mọc đánh này vẫn chưa có món nào gọi là kiểu là đỡ xài được á nè, toàn sốt không hiểu được. không thể hiểu được, nhà không vinh vậy cả. Cho ông Khải đi khui đồ sao ta đủ ngon được, cho thằng nào nó còn trinh nó đi khui đồ thì mới ngon được. mẹ ông bây giờ lốp liếc ông mắc loạn thế rồi, ông đi khui đồ đen bỏ máy ăn được. Không ấy là Bác bắt con trinh ương cho đi khui đồ. Ôi, cây này loại sắc nội công lại 70 điểm rồi nè. Đồ, lực cỡ luôn. Nãy một cây 94 dựng cây 70 nè. Đồ, sao không phải là 100 mấy nè. Có em của Trinh nha. Ờ, em của Trinh nè. Em đời em chưa. Ủa. Em năm nay mới có 12 tuổi đầu thôi. Tây ông Vân 130. Đó. Sao, đánh lưng gì vậy, chán dữ vậy trời. Được qua tay cho ông là con Trinh đưa đi cho Khải chơi trước cái kiểm nhận rồi. Khải chạy vô ăn luôn ha. Ừ. Sau này anh Tùng tí nữa con đặc biệt á, anh em mình về Valen xuống góc dưới á, thả hết mấy con đặc biệt luôn. À, anh Tùng có đặc biệt không? Anh Vinh không? Có. Em bên này giật kim luôn à. Em bên này có 4 con thôi. Tán cái đầu phi trần cho anh cái hả? Hết bất thường rồi hả? Còn chưa đâu. Gần dương nữa. Còn phải 60 con nữa. À, cái lỡ cỡ này không có cái nào mà trên 100 luôn. Từ cái đợt mà sang ra đâu về cho anh Long đến giờ là không có món nào nữa luôn. Má sang ra Long gần 2 tháng rồi chứ. Gần 2 tháng rồi á, không có đồ gì luôn. Má siêu phẩm đâu. Long nó húp xong rồi được chừa lại gì cho anh em. Không hết rồi, Long ở đây. Phi Trần ơi, cái quạt Phi Trần ơi. Gõ quá Phi ơi. Nghe. Ta chấm mới lạnh đi ông ơi. Gõ thôi, đồng quạt rồi. Có quạt ở đằng mấy. Tao bật quạt cả đêm luôn mà tao không nghe có mày đâu. Mất luôn. Giờ là xét. Tao nói nước kiểu xét cái mít về. Ừ. Lên uống cho đủ một đi mà uống nước thôi chứ. Các vị trần có đây sư phẩm là đưa tỷ này ra. Sư phẩm đâu? Hỏi ra sư phẩm liền. Đó, không. Chắc cơ này.
À, giờ bó thử được cái gì đây. Yeah, chọn đã. Chó dùng một đẹp, cái này cũng tương đối được, giống nó đẹp lắm. 40 chó rồi đẹp. Chó rất không vậy. Đó mấy cái dòng một đó, anh em có thể nó build đồ theo ba món thủy. Ba món thủy là đẹp. 80 chó. Ai bán chưa bảo không anh em? Tầm này hả? Có ai nào bán? Mua mang Vivian. Em chiều giờ em nộp order 5 triệu hôm qua đã nghe Vinh này nọ các kiểu cho kiếm lại biết mua đâu bán. Không đủ mà xài, Evan vô là phải nặng. Ôi cái cây trời đất ơi. Có 4 điểm đúng, thiệt sự chán, thiệt sự luôn em. Tại sao nó không phải là thêm, nó thêm một con số 4 này. Chô, từng 4 là đủ, cái đó văn lên cái đập khỏi chơi luôn. Mà phải văn sát nè. Ôi cái này là bù lại, đủ xanh cái gì vậy. Chán đời thì. Chán vài cái có tóc mà không có sát thương, cái có sát thương không có tóc nè, vãi chưởng. Nè kiếm như cái này hai cái bù lại bù qua sức lại phải ngon phải nô à. Cái kiếm đó cho đường môn xài được. Phải đúng đập. Đường môn tốt kim. Ừ. Đúng đáo thiệt. Quá ghét ai rồi. Thôi cấp nè. Cách nhìn trắng đời nào mày. Tóc 20 cũng thèn quá. Ừ. Trắng gừng luôn. Tóc 30 được. Bỏ qua nó tránh 1 đó chứ. Được cái đai lưng khăn lôi 29 nè. Vứt cho anh em trong bàn lấy lấy. Nóng kim xong quá. Shop đi nè mày. Shop cho nó đi luôn rồi, ba cái này sạch dũng á. Không có gì mà siêu phẩm nữa ta. Có cái sùng đao đúng rồi em ơi. Hôm nay thì về đúng được cái sùng đao đẹp. Tí nữa Khải không bình thử ra cái này kia không. Cái sùng đao đó bán được về bờ đấy. Cái này bán được mà, cái này bán đẹp. Bán đẹp luôn, thiên bang chảy giả luôn. 80%. Tóc 30 là khá nhiều người chạy giải đó. Cái này mà chón thêm 40 nữa thiệt sự là thiên bang không biết chơi chỗ nào. À, tính ra thí dụ mà tóc mà 30 nó hơn cây chấn phái. Hơn cây chấn phái, nếu là thiên bang 30 xong lại đôn hết thêm dòng kinh khí nữa. Được do được hai bài chân hả? Ước thì ước cho tới luôn. Được tới luôn. Cả bỏ bàn này chắn cứ tưởng kỹ năng một cấp. Ôi kỹ năng một cấp nữa, ôi sợ ơi luôn á. Rồi cái đợi tí tao bảo trì chứ. Ừ, đầu kỹ năng một cấp là ông bảo trì luôn, ông lùm lại liền, ông đền bù liền. Thì thôi em đền bù em nhẹ cái tóc tóc 30 sắc xương 96 là được rồi. Tóc 30 sắc xương 96 là em cá ông 4 chuyến. Làm lừa thằng cái châu. Rồi ba cái vũ khí nè, còn cái gì bờ món nào không? Đồ đồ gì đâu không ấy. À, nhìn sát nhờ, à, nó bù lại nè. Bình sắt 50 đồ. Ha. 92%. Trọng 40. Anh có tóc cũng đẹp. Rạ quá. Không đủ móc. Đằng củi quá, không đủ móc. Móc quá thấp. Đừng cao lên trọng 40 làm trăm. Vũ khí này nó cần lấy. Đồng đường mình nhiều mà đóng. Mớ. Mày cái loại này giờ còn cả mớ. Hello con kinh em ơi. Quan kinh chưa mua ba mua ạc thì chơi à. Anh Tùng ở Hà Nội nha. Không phải ở Gia Lai nha bạn ơi. Anh Tùng ở Gia Lai rồi. Chết luôn. Không làm nhậu đi Tùng đi. Tùng đi không làm nhậu đi. Suốt ngày ra quán với thằng này. Hôm nay mình lên đây. Em rất đầu tháng. Chắc đầu tháng. Hôm nay mình Ninh Bình ăn dê bùi nhỉ. Đó không mình vô đó luôn. Anh mà về ngay chỗ em thì em đã anh cả dê cả con luôn. Trời nó này, thấy vũ khí không nè. Hà Nội mình vẫn đây lắm. Hai cái trời. Tuần trước em vừa lên Hà Nội nhưng mà em về đi lên em về luôn lấy thuốc. Trời ơi cái này sắc thương đẹp không có tóc nè anh em. Đâu. Lấy thuốc gì? Bằng 25. 25 thôi cũng được không có tóc nha. Căng độc 15 sẽ là cao nữa. Đẹp cũng đâu có đâu được. Đến lúc con bé nè em ạ. Không. Căng độc sẽ là cao đàng hoàng.
chú lại banh sắt nữa là 60. Đây choáng nha, có cái này mà có à, cái này có choáng nha. Thì được choáng. Có cái thương vật lý. À, cô. Có 30 là ngon. Banh sắt cũ quá. Rồi cái đó là anh em nào thiên bang đam mê bức cho anh em xài. Có sắc thương vật lý luôn, phần trăm luôn. Có bà mấy điểm. 3 yếu tố, cả hết thương vật. Đồ ra ra thằng đồ lưng 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 cây nãy thiên vương nào mua về hoán thôi rồi thôi dòng nước băng được không để hãy quýnh này hồi nó quýnh cái bang mà cái bang khinh công xong kéo cầm chân kéo xuống lại công, cái chi này mà 94 của mình đó nếu mà có thêm trong 40 nữa thiệt sự là ông đó là cầm thiên bang đánh một một vô đó luôn chả sợ thiên bang luôn đánh thiên bang nào là chỉ cái nước đứng đơ thôi trang 40 thế thì nó lại hơn luôn cả cái cây chi chấn 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 phái mất thì đó nếu thêm trong 40 nó hơn cả chấn phái gấp mấy lần luôn thì nó vừa có sát thương phần trăm cao rồi 8 ít sát thương 80 băng sát đặt móc 9 ít nữa úi trời à, rồi, mà, hiện tại mà... cái đó bây giờ hiện tại là ngoài mấy cây chấn chấn phái ra thì chắc cây đó cũng nô 1 rồi đúng rồi cho dành cho thiên vương rồi được nhìn vậy bỏ dòng chiến khí đưa vào trong 40 rồi nè rồi còn tiếc cái gì nữa đúng rồi nè cái này là đi đi hoán được cây vũ khí qua cái chùy để kiếm mà, cái đao nè chùy đâu đừng quắc gì áo kim áo kim dây chuyền kim là kích rồi mà rồi kim kích một dòng đẳng cấp nè nó lên leo hai món thủy leo hai món thủy áo áo cũng cả chuyển là nó kích hết đao nè có đao nha có đao nha có đao nha lâu quá mới có một hôm đó anh em xem đánh boss rồi chém gió anh em trong bang ngồi chém gió anh em cả ngày tháng rồi nè cả tháng không có là hôm qua là Khải ngủ sớm chứ ngày nào anh em trả tới 3 giờ Khải một rưỡi 2 giờ vẫn vẫn còn thức nhưng mà thực sự nói anh em đi ngủ nhưng mà thiệt anh khuya trong muốn ngủ mấy bữa dẫn tiêu kìa dẫn tiêu nó lên nó kiếm kìa mới vui anh khuya có mất tiêu không có mất tiêu không lát 2 giờ đi anh mình anh em mình không ai đi bằng tiêu anh á dí quá anh em mình nhiều khi cũng buồn quá nhiều khi mình dẫn tiêu cứ nó lên phá kêu không ai lên nó còn bỏ tiêu không ôi bốn cây vũ khí này mời coi về bờ không nha tầm này vũ khí là nhiều này cố lên ra món vô, vô về bờ đây đó em làm chọn ở cái đàn lừng á đàn lừng làm tương đối vậy chung quá lát hai giờ cũng thích được tiêu bỏ cả nên là đi cũng phải dùng đâu chứ một giờ dẫn tiêu tôi nó lên chung. Tôi nói giờ tôi nó còn chung chung cha lôi sắc thấy những lôi sắc là muốn shop rồi sát thương 11 130 ra ra sát một ngoài công thằng lôi 19 ra cái này anh em trong bang xài này có người xài này không banh nữa này ấy lên kia lát các banh này phun rương à các banh 25 chẳng đâu 20 xuống đâu còn em đâu ai nhặt chứ đó con em à đây rồi anh có cái ngọc bội. Ê, cái ngọc bội 25 kia có dùng không? Đó, lá đi. Không, không, không. Thì biết không. Có người cần á lầm lại đó, sức lực lực đẹp. Tôi cho để tôi cho con Đây. Có ngọc bội kháng lôi nào cao cao để cho em cái nhá. Kháng lôi nữ nào mà? Nam anh ạ. Nam con cái 19 sinh lực nội lực vừa rồi tám biết đó. Có 19. Cao hơn thì không thấy. Thì em đáp cho em lấy tạm thôi. Có cái nào đẹp hơn thớ vào. À hình như là có đấy mà phải ngày mai mới tìm cho được. Ngày mai nhá. Mai tìm cho. Mai có đấy. Có tháng lôi 29 27 luôn. Sao? Chờ ngày mai mình mới tìm. Có cái con bội nam tháng lôi 29 hay 28 hay 27 gì đấy. Ngày mai mới tìm nhá. Dạ anh bán cho em đi. Cô cho bán gì? Cô lấy gì cho bán làm gì? Vâng. Để anh cho em. Thì mai nhá. Mai tìm. Mai đang lúc cho cho em phải. Anh là bên gì ấy nhỉ? Để mai em biết em. Như Hương. Như Hương. Nhận thấy lo nào 30 không Như Hương? Cái gì cơ? Nhận thấy lo Như Hương, 30 thì anh Tùng có cái. Có. Có đấy cái. Nhưng mà để phải qua tay anh Tùng đã. Đâu. Tạo khu vào, mở cho nó nhanh nhỉ? Đâu rồi? Anh này cũng có. Mở cái gì nguyên liệu hay gì? Nhận thấy lo 25 thôi có không? Không có đơn này, đâu có anh Tùng anh ấy. Tạo lôi cho đồ anh Tùng anh giữ. Nhận khăn lôi là tổng anh sở hữu hết rồi. 20 quay đầu thì có, 20 quay đầu thì may ra. Đây có mỗi cái nhẫn này thôi này chung này. Còn lại hỏi anh Tùng mấy đồ đấy. Rạc luôn. Thôi nhẫn đó em giống xinh đâu.
Ừ, đoạn rác mượn, tôm. Không xin thì mượn. Rồi. Trời ơi, gì đâu không thì cho. Độc cao thì ai cần sao? Không cần độc cao đấy. Tại vì cái kháng lo đó là em vô đủ móc 75. Là lần kháng độc 24. Ừ, chứ có thể thì kháng độc có người cần đó. Nếu nó chỉ em thấy Gami anh đeo mà Phú Anh Tùng. Gami anh đang đeo mà. À, không biết anh mặc ngũ anh đang đeo. Ngày mai em sẽ với một con Gami anh Tùng là dụ là anh Tùng con Gami anh Tùng là 100% đây. Con Gami em cũng được 90% nha anh em. Sẽ đồ từng đó 90% nha. 86%. Ừ, khoảng 86-90% thôi. 172-86%. 172 bằng sắt nồi cong anh em, đây là khoe anh em mua anh em chưa thấy đâu. Đây nè. Mua một cái bằng sắt nồi cong anh em, đâu rồi? Ủa, đây này. Đấy, vừa lên bãi anh Tùng nhặt được cái nhẫn kìa. Đây nè, cho anh em xem. Nhẫn này phí shop. Ông tu là nó phí shop đấy anh ơi. Lộn con. Đâu vẫn con kia. Một cái bằng sắt dòng 1 đồ khai sẽ lên. Ôi chết bà rồi. Lên xích đồ từng đó nha anh em. Đây. Phát sáng rồi nha anh em. Đó. Hàng đẹp chưa. Nói mua. Tết Dương Tùng rồi. Lần này phải lên đam rồi. Không đam là thua. 72. Cái gì vậy? Ừ. Mới mua rồi. Thu anh Tùng 28 điểm. Cũng được. Hợp lý. Giờ thích nghe mi mà đừng phải lên đồ chứ. Cầm cái kháng cũng chả là giải quyết vấn đề gì. Test rồi. Cầm kháng không thua. Phải cầm đam rồi mới kết thúc được người ta được. Chưa anh ơi. Mới ăn tiền xu. Tiền vàng nữa chắc khoảng tầm được 6 tỷ nữa. 6 tỷ nữa được chắc khoảng tầm 7 65%. Khoảng 10% hơn nữa. Anh Trang thì bên 96%. Ừ, cái hào sáng này cũng quá đẹp rồi. 198 20 lần trầm. Nếu cây quả sát đó thì nó không bằng cây của anh Tùng. Cây 140 sẽ 130 mấy. Ui 40 thì thực ra cái bụng mất được. Trời ơi, cái đôi giày đẹp gơ luôn. Tóc có 15 mà trời. Thì nam hay nữ đấy? Nữ, đồ có đôi giày vãi xấu dâu đẹp ơi. Má. Cái này tóc 35 là có anh em trong ban cần luôn ấy. Tóc 40 là lấy đâu chứ đừng. Đồ nghĩ sao tóc có 15 chờ. Vứt đi anh em đồng cần. Xài. Tóc quá. Tóc quá. Rác này. Đây không bên. Rác này. Trời ơi rác này. Từ ớt. Gì? Rác mà, có đồ gì đâu. Lấy con giày thổ cho con này. Trời ơi, cái áo này phục hồi 40 là ngon rồi. Hoặc cái 30 sốt cho làm 30 gì? 30 điểm. Trời ơi, rác. Những cái món này kháng độc cao nên em đồng cần lắm. Thì ra đúng được một cái sông đao nãy giờ thôi mày. Ngày mai Khải sẽ lên xích đồ, ngày mai cho anh em xem. Ngày mai Khải lên live lên xích đồ nha. Tối nay nhiều việc quá không lên xích đồ kịp. Ngày mai bỏ ra khoảng 30 phút lên xích đồ cho anh em xem. Đồ, em tìm cái đai lưng khấm băng chân 20 thời gian đọc 40 tìm không ra nha. Đúng bữa trước đánh chân Tùng, đúng một cái đai lưng đến bây giờ lần chưa có cái thứ hai luôn Tùng. Đấy, anh vẫn đeo cái từ lưu ý. Ừ, tìm một cái như vậy đi. Cái khăn băng anh ơi, đa lưng khăn băng phục hồi thời gian làm chậm 40, khăn băng cao á, sinh lực mà tìm không ra á, gần 2 tháng rồi. Khải ơi, có cái đao độc sắc nào chưa? Chưa anh ơi, hồi nãy có một cái phi đao tóc 20, độc sắc 17, sát thương phần trăm anh lấy không? Trời ơi, có 20. Phi đao của anh lấy không? Mà độc sắc có 17 à? Ui, vô cái nón đậu xanh mà, xem vô đói rồi anh. Xem nô rồi. Ôi, xin lực kìa, xin lực lực ai, cái trướng, ui, cái nón. Cái này xài được. Nón này xài ngon luôn. Ui, vô cái này. Cái này mình chống 40 là về bờ nha. Thiệt sợ luôn. Mát, xin khí mát vậy kìa. Xin khí đẹp mát. Thiên Dương xài. Quá đẹp luôn. Nó xài ngon luôn chứ, xài được cái gì. Quá đẹp. Thiên Dương, ai mang 3 món thủy mặc thị trường mà. Cái đó xài ngon luôn chứ. Cái này độc sát 26 là không có tóc mà có lái không? Không lái shop này.
cái đao này không có hông có tóc luôn. Shop đây. Anh đồ cái kìa, anh thích hoán không? Em trời ơi, cái nón này nè, đẹp gơ. Anh Tùng, anh Tùng, cái cây vũ khí với cái nón này là một bộ luôn anh Tùng. Tùng, trời ơi. Một bộ. Cái nón dòng viện đẹp á. Dành cho Thiên Bang luôn á. Và cái chón 40 thì đẹp hơn, cái này nó chón 20 rắc quá. Chón 20 là trung bình quá. À, chón 40 là đẹp. Nè, nón này em nhờ nè, chút cũng răng cái nè. Trời, có con bông tiêu trong rương mà không cưỡi, cứ để rương. Tiêu đâu cho anh em mà không ai lấy này, bán shop này chứ. Quá trời. Tự tự nộp cái này quá nhiều. Con chạy tóc xương kìa. Ai chạy tóc xương? Ông Trần Tuấn. Ôi, hèn gì thông báo ông có lấy ông gì lấy mà không chịu lấy, mai anh bước ông con. Tuấn gì à? Nè, anh em không? Ngày nập bằng hội cá nhân quá trời. Anh cũng dư quá trời kìa. Ui, sao lại không nộp, không cái ta? Mấy phút nữa mấy phút. À lộn, 90 cái thôi. Dư nó không cho nộp. Dư nó không cho nộp. Cứ qua 12 giờ em nạp, xong em hoạt động bao nhiêu em đợi dành đó qua ngày mai nạp tiếp. Đó. Dư mà, cây mà hoạt động đủ là dư á. Dư. Hôm qua, cái ngày đầu tiên em không có online, thiếu 75 cái. Ngày đầu tiên ở nhà, nạp bừa. Chưa ăn event nữa, không có đồn nào. Không có tông kim nữa là không có đồn gì làm nhiều. Rồi, tiếp tục. Hết rồi, anh Tùng. Cái mũ của Quý Phát Toi nó mua 15 kim đó. 30 con. Đúng anh. Tầm đó. Sáu hơn cái mũ của anh đây mình bán. Đúng rồi, 6 mũ anh đây mình bán ra luôn. 6 hơn. Mua là thấy... Auto nhà đồ kìa, auto nhà đồ kìa. Thấy đồ mua đấy đó, chứ biết mua gì đấy, biết chừng nào xài. Hờ, chưa có cơ hội xài à. Cười. Thấy nó ok thì đó. Mua về để đó. Đó. Nếu thích cho ta xài. Mua chân cũng được đúng không? Để vui. Đó. Đó. Chết rồi. Trời ơi, cái nón nam thật cool quá. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Tóc có 2. Ồ, từng tóc nha. Độ sắc thương 20. 20 à? Sắc thương, 20. Sắc thương ngoài tóc. Em từng tóc. Vứt đi. Bị rối não rồi. Rối não. Từng tóc đồ khói quíu. Xô. Tụng rác. Không. Bất kỳ luôn. Con lôi 24 sốt luôn. Con lôi 24 mà sinh lực thấy quá. Vứt luôn đi. 11 sốt làm gì? Ồ. Không có cái đôi giày nào làm chậm 40 mà tóc cao. Hồi nãy có đôi tóc 40 mà quên làm chậm 40 mà không có tóc đó. Mới nói chứ. Ừ, cần lấy để đổi cho con con cái nón cầu thủ. Ừ. Con Colon đang đi cái giày. Đó, đây vừa Quý Phát cái dư không nè. Quý Phát có đúng không? Cho con Colon bùa phát. Chưa con đang bùa. Đang xài. À, đang xài. Đó, dư rồi. Mai Bảo Khánh đang đưa cho anh ơi. 39, 3 mấy. Ừ, để em vứt cho anh luôn, em tẩy nó, em tẩy cho nó, cho nó đem không cho. Không thì anh đưa lại đôi cũ 26 thôi cho, được không? Ủa thì bao nhiêu rồi, em đang đi đôi 15. Như trong con chế độ anh còn đôi á. Ơi. Trong con chế độ anh còn đôi á, mai anh đưa cho. Đưa. Nam ơi, Nam Tư Phong ơi. Anh nói như Hương có đôi làm cho 40 tóc nhiêu? Tóc có 15. Thì có. Như Hương không có đâu, Khánh Lâm mới có. Khánh Lâm, Khánh Lâm của Khánh Lâm. Để mai nói Khánh Đăng đi được. Tóc 37-38 không anh? Đôi đang xài bao nhiêu đó? Đôi đang xài bao nhiêu? Tóc mấy? 36 à. Tóc hình như là 39 sao không nhớ. Để bảo Khánh Đăng rồi đó. Ừ, có gì ấy cho rồi đổi em cho. Em cần đôi lên mấy điểm để đủ móc á. Ừ, đừng đủ móc chạy ra ngay. Chạy ra ngay. Đôi này là thiếu móc rồi. Anh em ai có cái đai lưng kháng băng 25 thời gian nhúng độc 20, xin lực đẹp đẹp tí không nè. Như Hương xem mình có không? Như Hương có gì mai anh hỏi Khánh Đăng giùm em nha. Nó có rồi tí lực mai chứ nên làm rồi sáng mai rồi chắc tiền nó không phải bao nó lực không bao cao mà. Xin lực một tí là đẹp thì không xài thì cho em mượn quá à, bữa nào anh có lấy không mình kêu nó lực không bao bữa giờ không ra gì đâu đó tại mới mua là thêm cho con luôn. Anh em đang xem dòng lao hồi chơi anh em ơi. Thay nhờ đôi giày. Bắt 76 rồi không biết về bờ được món nào đâu nè. Mới được 2 món thôi.
Nếu cái đôi của thằng thằng Khánh Đăng là đôi 38 38 là 28 rồi 38 39 gì đó. Mà thằng Vượng nó kêu anh có lái không, mình tin không lái. Bù lần được ít tiền bot. Cái gì mà anh nói. Em học phải ra đi. Anh chưa học phải ra đi được thì đôi là phải phải lại em để con vuông luôn. Có chạy cho nó nhanh. Không, tao còn một đôi nữa như Hương. Anh còn một đôi nữa. Ừ thì cứ đi mai. Anh Tùng còn bot đặc biệt đó ạ. À anh Tùng đã bot đặc biệt đâu. Có bot đặc biệt anh Tùng ơi. Ít lắm, để cuối mùa đánh. Ok. Để cuối mùa đánh xong hết lốt này xong đi. Ờ hồi đó này xong đi ngủ đi, em vô ngủ quá. Đánh một thể. Ai, cố gắng ra được gì không em ơi. Thôi, lại một mùa thất bại. Thôi được cái kích. Đợi gì à, em hóng cho anh Tùng đợi gì em hóng cho anh Tùng 3-4 phát thử ra trì không? Ra trì là bán em nghĩ chắc có tiền á, mà không có tiền đâu. Nhưng mà bây giờ từ sự em chưa mới tìm ạ. Vừa này còn có ăn đô. Chưa có cái con nào mà sở hữu được móc bằng sắc 94 rồi nè. Thiệt sự luôn. Móc cuối của móc cuối của đồ xanh rồi đó, móc mắt rồi nè, móc cuối cùng rồi. Tại cây trăm đó, cây thời hạn đó. Thì cây thời hạn thì nói làm gì, ý nó đồ xanh bình thường thôi chứ. Cây đó là cây mắt pin rồi, ai dám nói cây đó. Cây đó là cây mắt của Adder đưa ra. Ui cái đôi giày này má 19-40 không có tốc. Tốc 11 thôi chịu rồi. Chịu đó. Đó. Kinh năng tiềm năng nào nhỉ. Trời ơi, thùng rác thôi em ơi. Đồ cái đai lưng này mà 25-30 lái xài cũng được ấy. Má cái đai lưng, không tìm đai lưng không bằng chua dưới người ta. Tìm mấy tháng trời không ra. Rồi, ra. Đâm đi không bình anh Tùng 3 cái thì 4-5 cái thì nè. Rồi, tao muốn không bình vũ khí. Chiu. Đó. Đục, sao nóng ra trời trời. Ra cái thứ quá lép. Đồ. Căng gì nhớ. Cái nó sắp ra rồi. Đục, sắp ra rồi, lại thêm cái nữa. Đây, có hạt, đang thêm cái nữa. Đồ, rất thương nè. Xém ra cái chì luôn. Cái nào luôn anh em. Điều. Để đi mua. Em xài cái phong kháng một tiếng này. Để em đưa cho cái này. Làm thêm cái này nha, hết hóng binh này. Hai cái thôi, hết hóng binh này. Lúc anh em nào xài phi công kháng không, em còn thừa một cái này. Anh em mua đi. Mua đi con chiến anh em. Anh một tay người. Lô, ông vừa kinh cái ngọc bội. Ừ đây, có cái ngọc bội. Có nỗ lực không Như Hương, ngọc bội này có nỗ lực không? Khác nhiều vậy? Nam. Ừ, khá có người Nam á, có nỗ lực không? Cái là ngang miền Nam rồi mà. Ngang miền Nam à? Đó. Đấy, 27 này, 51, 27, 44 này. Vậy không được, nỗ lực thấp quá. Sang đứng ở đâu em sang luôn anh? Ừ, lái cho thằng em đi. Long Long trung tâm. Chỗ nào nó bù cao cao lên tí. Lấy mình xài. Đổi qua cái này. Anh có cái phong kháng chưa? Chưa. Nè, em đổi ra một cái, mình khỏi bắt đầu rồi. Rồi, ok, làm cá nữa này, 200 xu nữa. Đấy, nhưng mà nó thịt thì sao? Sao anh này anh Nam? Có hai cái là nó thịt thì sao? Nè, cái này xịt. Mình nhận may mắn tao hết rồi ta. Bữa mình có bộ, mình cho nó một, cho nó sắp đúng cái ô cho nó luôn nè. Từ trong lòng mắt tiêu giờ mình nghĩ mẹ chưa? Sắp đúng cái ô của nó luôn nè. Thôi, anh nhắn anh Long anh gì thì coi tôi là kỷ niệm vậy. Ơi. Giờ đi mua lại em biết hả? À, đang đi hóng binh. Đang ngứa rồi. Ngứa đâu? Ngứa ngờ. Cái này nó cuốn lắm. Hóng binh thất bại nè anh em ơi. Đội thấp này thất bại thua luôn á. Chết nào. Đó, thông ấy. Ngay.